Rồi, mình bắt đầu ha. Đầu tiên là kiểm tra xem là cái phần chia sẻ màn hình với cả âm thanh bên thầy xem là có ổn không đấy. Cái này quan trọng. Hình như các bạn muốn dồn nữa hay gì này. À, được rồi. Mục tiêu buổi học thì rõ rồi. Buổi nay là thầy sẽ sửa bài các bạn thực hành liên quan nhiệm vụ 3 chương 1. Về cách thức làm việc thì các bạn cũng rõ rồi. Các bạn thuộc diện được giao nhiệm vụ ấy thì lắng nghe này, chuẩn bị góp ý này. Thông qua đó thì thầy cũng đánh giá được làm căn cứ xét miễn thi. Đối với tác giả thì tác giả các bài gửi ấy, thì cũng chuẩn bị mic cho nó cẩn thận nhé. Chức năng truyền đạt thông tin là quan trọng. Thầy không quan trọng là các bạn đến từ vùng nào. Ăn thua là truyền đạt thông tin thôi. Thầy hiểu thôi. Thì thầy có thể mời để trình bày. Tại vì là cái bài làm của cả lớp thì thầy đã up lên rồi. Thì thông qua cái việc thực hành đó thì xác định được cái lỗ hổng về kiến thức thì thầy đang kiểm tra xem là cái nỗ lực để mà lấp đầy lỗ hổng đấy như nào của từng bạn. Đấy là cơ hội để trình bày thì có căn cứ xét khuyến khích điểm. Và các bạn cũng biết là gì nhỉ? Thầy có các cái gói thử thách khác nhau từ thấp đến cao. Nguyên tắc thì là thử thách càng cao thì phần thưởng càng lớn. Tuy nhiên những bạn nào mà khi mà trình bày ở xong phần cơ bản xong mà bảo dừng lại, em không muốn thử thách thêm thì cũng trình bày một cách rõ ràng và thầy công bố luôn cho một mức điểm để chuyển cơ hội cho người khác nha. Như vậy là mọi thứ nó rất đều rõ ràng hết đó. Đầu tiên là thầy bạn Băng Thanh có đó chú ý lắng nghe nhé để chuẩn bị góp ý này. Thanh ơi. Dạ. Ừ Dạ rồi. có ạ. Dạ. Thầy bài mời bạn Nguyễn Võ Mai Thi. Ở trong quá trình thực hành thì được quyền sai không sao hết nhé. Thầy đang đánh giá cái sự nỗ lực thôi. Còn thực tế là thầy chấm nhiều khóa thì thấy vào phòng thi rồi mà thi sẽ không có cơ hội để sửa sai nữa, nhưng mà bài nào còn dở hơn các bạn. Mặc dù là trên lớp là giảng rất là kỹ. Nhưng mà cái giảng kỹ đó thì bây giờ thầy mới nghiệm lại là cái đấy là kiến thức của mình đấy chứ không phải kiến thức của sinh viên. Là một hồi sáng thầy có trao đổi với lớp B ấy, là cứ khi nào mà thầy làm biếng chỉnh sửa bài trước buổi học không tạo điều kiện để thực hành ấy, lập tức là đề thi khi mà kết quả thi là thấy có sự rõ rệt. Đâu bạn thi rồi, tất cả phải trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nhé, tại chúng ta không có thời gian đâu, không có nhiều thời gian đâu. Đâu rồi, có thi rồi đấy không? Dạ có rồi. Ừ, bây giờ thế này này, cái đề thì em trình bày rõ lại cái đề cái cho người ta bắt được cái mạch tư duy cái. Hình như có bạn nào đang muốn vô hay gì này, phải không? Quản trị kinh doanh 44B2 à? Sao vào đây nhỉ?
Ừ, thôi, được rồi, bạn thích dự tính thì cho bạn vô. Rồi bây giờ em đọc lại cái đề này cho rõ ràng cái. Và chú ý rằng trước khi bật mic ấy, bất kỳ ai trước khi bật mic thì nghĩ về kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp nhé. Chúng ta đang rèn kỹ năng rồi đấy. Rồi. Đâu rồi? Rồi thì rồi sao thế nhỉ? Để thầy gọi lâu thế nhỉ? Nhanh khẩn trương lên, đâu thời gian À, đâu. dạ alo, dạ Ừ. dạ bảng bên dưới cho thấy giá danh nghĩa của trứng loại A lớn và chỉ số giá tiêu dùng từ năm 1980 đến 2010 với CPI bằng x vào năm 1980. X chính là hai chữ số cuối của mã số sinh viên. Ví dụ mã số sinh viên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì x bằng 89 lấy 4 số thập phân. Vào năm 1980 CPI giá danh nghĩa của trứng loại A lớn là 0,85, 1990 CPI là 130,7, giá danh nghĩa là 1,05, năm Thôi được 2000. rồi, đọc luôn AB đi. Dạ. A hãy tính giá thực của trứng theo đô la 1980, giá thực có tăng hoặc giảm hoặc không đổi từ năm 1980 đến năm 2000 không? Từ năm 1980 đến năm 2010. B. Tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá thực là bao nhiêu bằng đô la 1980 từ năm 1980 đến năm 2000, từ năm 1980 đến năm 2010. Bây giờ lưu ý rằng là trong cái trường hợp liên quan đến tính toán này ấy, thì thầy đang tiếp cận ở góc độ là để kiểm tra các bạn ở mức độ là hiểu về cách tính toán về giá thực và danh nghĩa. Thế là cái số liệu nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào mã số sinh viên. Tuy nhiên cái tình huống mà trong cái bài giảng của thầy ấy, liên quan đến cái giá trứng ấy, là một cái hàng hóa rất quan trọng của toàn thế giới. Thì chúng ta sẽ nhìn cái số liệu thực của Cục Thống kê Hoa Kỳ và các tổ chức thống kê quốc tế uy tín trong vòng 50 năm qua. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái diễn biến giá trứng trên thế giới thì nó như thế nào trên một bình diện rộng lớn trên toàn thế giới, bởi các cái số liệu thực của các tổ chức thống kê uy tín. À, đó là chương một, chúng ta nghiên cứu ở mặt hiện tượng về mặt giá. À, bắt đầu chương hai chúng ta nghiên cứu là vì sao lại có diễn biến giá như thế, tức là đi vào bản chất giải thích đó. Thì trong cái trường hợp đó thì trong bài giảng của thầy thì đấy là số liệu thực của các của cục thống kê của các tổ chức uy tín. Tuy nhiên ở đây thì tính toán nên là số liệu này thì đã được thay đổi và nó thay đổi liên tục để nó mục đích duy nhất là chỉ để kiểm tra cái việc hiểu cách tính toán liên quan đến giá thực và giá danh nghĩa. Hình dung không thi? Dạ, hình Chứ đây dung không phải là số liệu thực nhá. Đây không phải là số liệu thực. Số liệu thực thì trong bài giảng thì đó mới là số liệu thực của các cái tổ chức thống kê uy tín, còn đây là thầy đang thay đổi liên tục số liệu rồi, hình dung không, Dạ, hình dung ạ. tránh tránh cái chuyện này hiểu hiểu lầm. Rồi bây giờ thứ nhất là em trình bày cái bài của em đi, có nghĩa là sau một thời gian thầy thầy đã đăng bài của cả lớp rồi thì học hỏi lẫn nhau rồi là nghiên cứu kỹ lại thì có cái điểm gì mà không hài lòng thì hay muốn sửa đổi gì thì đây là cơ hội đây. Thông qua đó thì thầy cũng có căn cứ thêm để xem xét trường hợp của em đó. Để đôi khi có những cái gì trình bày ở đây thì nó mình cũng chưa thực sự hài lòng, bây giờ đây là dịp đấy. Em xin trình bày câu A là Đầu giá tiên là thực. cứ xác định là x bằng bao nhiêu cái đã nhé. Cái thông tin này quan trọng đối với thầy cô khi mà chấm bài đó. Dạ, x của em là 31, tại số đuôi là 31 ạ. Thì em xin tính giá thực theo đề là giá thực của trứng theo năm 1980. Em sẽ lấy CPI của 1980 chia CPI 1980 rồi nhân cho giá danh nghĩa của trứng vào năm 1980 luôn ạ. Là 31 chia 31 nhân 0,85 thì sẽ là 0,85 đô. Tiếp theo em Bây sẽ giờ có một câu hỏi vấn đáp cho em này Thi này. Thầy để hỏi ai cái gì là thầy đang xem xét khuyến khích điểm tăng tên cho người đó đấy, chứ không phải là làm khó dễ cho sinh viên đâu. À, liên quan đến
Cái vấn đề em tính cái giá thực của trứng năm 1980 mà theo đồng đô la năm 1980 luôn hả? Đúng không? Đây này. Dạ đúng ạ. Ừ. Thì bây giờ câu hỏi tổng quát là như vậy này. Nếu mà chọn cái năm gốc là năm 1980 thì giá thực và giá danh nghĩa bằng nhau hay khác nhau? Dạ, nếu mà chọn giá thực và giá danh nghĩa vào năm 1980 thì giá nó sẽ bằng nhau rồi thầy. Ừ, nếu mà chọn năm gốc là năm 2000 thì giá thực của trứng năm 2000 và giá danh nghĩa của năm 2000 bằng nhau hay khác nhau? Dạ, nếu mà giá thực và giá danh nghĩa đều chọn là năm 2000 thì giá nó sẽ bằng nhau mà. Ừ, rồi. Rồi, tốt rồi, trình bày tiếp đi. Dạ, em sẽ tính tiếp là giá trị thực của trứng. Dạ, theo năm 1990 em ghi lộn rồi thầy. Ừ. Dạ. Dạ, em sẽ lấy CPI 1980 chia cái này 19. cẩn thận Dạ. cái chuyện này chứ không phải đơn giản đâu nhé, tại vì là kinh tế học là nó chuẩn xác lắm, chỉ cần em biết nó không cẩn thận một chút xíu thôi nó thành nghĩa khác hoàn toàn luôn này. Và thầy có thể trao đổi về vấn đề đó cả tiếng đồng hồ thôi. Chứ không phải đơn giản đâu nhé. Dạ. Cái lĩnh vực này nó không không phải cái chuyện là mình thích viết sao viết. Và chỉ cần viết sai một tí thôi mà không cẩn thận nó thành nghĩa khác thôi. Rồi bây giờ thế này này. Đầu tiên là gợi ý để cho em tự hoàn thiện luôn này. Ở trên em nói là giá thực của trứng theo, đã là theo thì phải theo đô la ấy nhỉ? À, đây này. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, theo đô la năm 1980. Nhưng mà ăn thua là cái trường hợp này của em là tính giá thực của trứng năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu theo đô la năm 1980 mà đây cụ thể luôn là lại chính là năm 1980 gì? Dạ đúng Và rồi. trong trường hợp này thì giá thực nó chính bằng giá danh nghĩa, đúng không? Dạ. Ừ. Rồi liên quan đến cái cụm này thì phải chỉnh sao cho cẩn thận này, giá thực của trứng theo đô la năm 1980. Tuy nhiên giá thực của trứng của năm nào? Dạ năm Của năm nào? 1990 ạ. Năm 1000 của năm. Và nếu thế thì cái phần cái công thức này có vấn đề gì vậy, phải chỉnh lại không? Đây này. Dạ không ạ thầy, chỉ sai cái lời giải. Tại vì mình tính theo đồng đô của 1950 à. Mình làm rồi. Tam cấp á. Cái vấn đề này cần phải lưu ý là như vậy này. Thầy đang gợi ý em là nhìn lại kỹ cái công thức này xem có vấn đề gì không nha. Nhìn kỹ Dạ. câu này. Bây giờ nói lại, thứ nhất là giá thực của trứng của năm 1990 theo đô la 1980 đó. Nghiên cứu cho kỹ nha. Thấy rõ không? Dạ thấy rồi thầy. Ừ. Dạ, em sẽ lấy CPI của năm 1980 chia 199 CPI 1990 rồi nhân giá danh nghĩa năm 1990 ạ. À, chính xác, chính xác. Rồi. Và như vậy cái trường hợp này nó tính Dạ lại đi sai. xem nào. 1,05. Rồi đọc kết quả đi, thầy xác nhận cho. Có máy tính ở đó không? Dạ có hả?
Dạ ra 0,2490. Ừ, nếu mà chính xác thì nó là 0,2904 đấy. Hiểu không? Dạ. Chính xác là như vậy đó. Dạ 2490 thầy ơi. Ừ, rồi bây giờ thầy tính lại cho em thấy này. Rồi đọc đi xem nào. 31 đúng không? Dạ. Yeah. Nhân bao nhiêu? Nhân 1,05 chia 130,7 chia 130,7 24 không phải 249 hả? Dạ, 249 Giờ thầy kiểm tra không? lại xem đây cái. Đúng rồi, chính xác. 0,249. Và nếu mà chính xác hơn là 0,24904 á. 9. Không, đúng rồi. 04 đó, nhưng mà lấy 4 số thập phân là không thôi. Rồi. Tiếp. Dạ, em tính giá trị thật của trứng vào năm 2000 theo đô la của năm 1980 là Ừ, lấy cái này phải chỉnh CPI lại là nha. Của năm này. dạ. 2000 theo đô la Đô năm la. 1980 ấy gì? Dạ đúng Ừ, rồi. rồi. Dạ, lấy CPI 1980 chia CPI 2000 nhân cho 1, nhân cho 0,95 mà. Ừ, đúng rồi, cái này đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp. Dạ, giá trị thực của trứng theo năm 2010 là em lấy vào năm 2010 theo đô la năm Ừ, bây 1980 sửa lại. là Của dạ năm xin của năm theo đô la. 2010 theo đô la 1980. Vậy em lấy CPI 1980 chia cho CPI của năm 2010 nhân cho 1,55 mà. Rồi đúng. Rồi tiếp. Dạ từ đó thì em rút ra là giá trị thật của trứng giảm từ năm 1980 từ năm 1980 tới năm 2000 thì là giá trị thật giảm. Và lưu ý là nêu cụ thể là giảm bao nhiêu nhé. Dạ. Theo em trường hợp này giảm bao nhiêu? Từ năm 80 đến năm 2000. Từ năm 80 tới năm 2000 thì mình Không phẩy sáu bảy tám chín 0,6789 hả? 789 đúng không? Dạ. Rồi. Còn dưới này giảm bao nhiêu? Dạ giảm 0,6297 à. 0,62 97. 97 nắm tròn 97 được. Rồi tiếp. Dạ tiếp theo là câu B là em tính tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá trị thực của trứng từ năm 1980 đến năm 2000 à. Là mình lấy giá trị thực của trứng năm 2000 trừ giá trị thực của trứng năm 1980 chia cho giá trị thực của trứng 1980 à. Rồi, nếu mà lấy bốn số thập phân thì nó thành 0,7987 đó. Dạ. Nhá. Và ăn thua là em hiểu sao về con số này. Nhìn con số này thì em biết là tăng hay giảm. Và nếu mà tăng giảm thì tăng giảm bao nhiêu phần trăm. Ăn thua là đọc Dạ ý nghĩa kết quả đó. Cho câu kết luận đây. Trong giai đoạn đó thì thứ nhất là tăng hay giảm. Dạ em nghĩ là giảm hả? Ờ, đúng rồi, số âm giảm. Và giảm bao nhiêu phần trăm? Dạ giảm 0,7987%. Ừ, không đúng. Giảm 79,87%. Tức là gần 80% À đó. mình đổi là phần trăm chứ mình không Hiểu đọc số không? thập phân. Dạ dạ Ừ. hiểu rồi. Rồi trường hợp này sao?
Bên này. Dạ, trường hợp này em tính tỷ lệ phần trăm giá trị thực của trứng từ năm 1980 đến năm 2010, là mình lấy giá trị thực của trứng năm 2010 trừ giá trị thực của trứng năm 1980 chia giá trị thực năm 1980. Ừ. Và cái này chính xác thì là trừ 0,7408 nhé. Nếu mà đề yêu cầu là lấy bốn số thập phân mà. Dạ đúng rồi. Rồi kết luận. Dạ kết luận là ở giá trị thực giảm 74,08%. Rồi. Bây giờ một vấn đề đặc biệt quan trọng mà thầy chưa 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 đề cập tới liên quan đến bài làm của em, mà nó liên quan đến cái khi mà liên quan đến vấn đề kinh tế học thì nó phải rất là chuẩn xác. Bây giờ này này, vấn đề nó ở đây này. Tất cả trong các bài làm của em thì đều dùng cái từ này. À. Ở trên thì dùng giá thực, ở dưới dùng giá trị thực. Dạ. Này giá trị thực. Thì tại sao mà trong lĩnh vực kinh tế mà nhiều người trình bày những bài thi 2-3 tờ viết rất là dài mà nó sai bản chất, thì lý do là cái trong cách sử dụng khi mà trình bày nó phải tính chuẩn xác. Giữa giá thực và giá trị thực là nó hai khái niệm nó khác hoàn toàn nhé. Thì ạ. Dạ. Ừ, bây giờ này thầy gợi ý này để em tư duy này. Giá thực ấy và giá trị thực nó khác nhau hoàn toàn về mặt bản chất kinh tế. Giá trị thực ấy, bây giờ thầy lấy ví dụ liên quan giá trị thực này. Bây giờ một người nông dân họ sản xuất ra 1 tấn gạo, tấn thóc đi, ok không? Hình dung không? Dạ hình dung. Thì để sản xuất 1 tấn thóc thì nó phải yêu cầu phải có sức lao động cái gì? Dạ đúng rồi. Rồi giống, phân bón và đủ thứ trên đời. Thì lúc này thì đấy là căn cứ để xác định giá trị thực của thóc đó, của 1 tấn thóc đó. Còn cái giá thực ấy hay là giá danh nghĩa ấy, thì lại khác anh em. Có sự khác biệt cơ bản đây đó là khi mà chương 2 nghiên cứu về lý thuyết cung cầu, mô hình cung cầu, thì em sẽ thấy rằng là có sự khác biệt giữa giá trị thực và giá thị trường đó. Và thầy có trao đổi một số lớp là chúng ta học kinh tế học phải nhìn vào thực tế cuộc sống, chứ không học những thứ trên trời nó xa rời thực tế. Và các bạn đã biết rằng là các cái nông sản của Việt Nam thì một hiện tượng nó lặp lại từ xưa đến nay là như thế nào nhỉ? Cứ khi nào mà được mùa thì sao? Dạ, được mùa thì sao thì? Hả? Dạ thì dạ được mùa thì giá nó bị giảm xuống rồi, bị mất giá. Được mùa thì mất giá. À, và tại sao, vì sao bắt đầu cái mô hình cung cầu bằng lý kim cương nổi tiếng? Bởi bắt đầu cái chương mô hình cung cầu bằng một nghịch lý kim cương và nước nổi tiếng của cha đẻ của kinh tế học. Thì cái đấy là cái nghịch lý đấy là khoảng mấy trăm năm rồi, và trong cuộc sống chúng ta thì nghịch lý rất là nhiều. Và cái hiện tượng mà được mùa mất giá là hiện tượng mà chúng ta thấy đối với nông sản Việt Nam. Và sự thật rằng là cái giá thị trường ấy, ở đây là giá thực và giá danh nghĩa, được xác định căn cứ trên các cái lực cung cầu của thị trường nhé. Và đôi khi nó khác biệt với giá trị thực đó. Hình dung thì do các cái lực cung cầu trên thị trường nó quyết định. Còn cái giá trị thực thì nó khác anh em. Bây giờ này thêm một vài cái câu hỏi để vấn đáp để xem em hiểu thế nào về giá thực này. Và đương nhiên là khi mà thầy đã hỏi ai thì có nghĩa là có thêm căn cứ để mà thử thách càng cao mà thì phần thưởng càng lớn, là lý do đó.
À, bây giờ thứ nhất câu hỏi đầu tiên. Cái giá bây giờ thứ nhất này, bây giờ nêu một cái khái niệm hàn lâm đi để cho người ta ta hình dung vấn đề cái nào. Giá danh nghĩa là gì, giá thực là gì, nêu khái niệm hàn lâm cái nào, tức là đọc lên giống như là triết học cái đó, còn ăn thua hiểu hay không thì chưa biết. Giá thực là gì, giá hay danh nghĩa là gì? Dạ, giá thực là mức giá tương quan với mức giá chung được điều chỉnh theo lạm phát à. Còn giá danh Giá nghĩa là thực giá là thực tế. giá của một hàng hóa trong mối tương quan với mức giá chung và được điều chỉnh theo lạm phát. Đấy là khái niệm giống như là mình đọc nghe rất là hoành tráng thế, nhưng vấn đề là để hiểu tận cùng của nó thì xem xét sau. Còn giá danh nghĩa là sao? Dạ, giá danh nghĩa là mức giá tuyệt đối của một hàng hóa không điều chỉnh theo lạm phát. Thế bây giờ đi vào cụ thể này. Bây giờ mới xem là thực sự có hiểu vấn đề hay không này. Là cái giá niêm yết của cái hàng hóa trong siêu thị á. Em vào siêu thị em thấy nó niêm yết rất nhiều hàng hóa, giá trái cây, giá thực phẩm, giá quần áo rồi đủ thứ hết, đúng không? Thì thầy hỏi em Dạ. là cái giá đó là giá thực hay là giá danh nghĩa? Dạ, giá danh nghĩa. Giá danh nghĩa. Rồi thầy có nêu tình huống đấy em đọc đấy, có nghĩa là thầy mới mua một đôi giày để tập chạy bộ thể thao, thì giá niêm yết của đôi giày và giá mà thầy trả cho cái đôi giày đó là giá thực hay giá danh nghĩa? Dạ, giá niêm yết và giá thầy trả cho cái đôi giày đó là giá danh nghĩa. Đúng, chính xác. Vậy thì chúng ta hình dung rằng là một cái người bình thường ấy, khi chi tiêu tiêu dùng ấy, thì có khi nào họ tiếp cận đến khái niệm giá thực không? Có khi nào Dạ họ họ em thực nghĩ sự là quan tâm đến cái có. gọi là giá thực không? Dạ em nghĩ là có. Tại bản thân, dạ em nghĩ là có. Tại vì bản thân em khi mà em mua một món hàng thì em cũng biết chắc là giá này không phải là giá thật của nó. Nó có thể rẻ hơn nhưng mà nó được bán với giá cao hơn. Cái đấy Dạ. này em lại đang Tại nhầm vì sang phần giá trị thực cái rồi đó. Tức là Dạ. cái chi phí giá thành để tạo ra sản phẩm đó nó khác đấy. Đây giá trị thực khác mà giá thực là khác nha. Dạ. Nó khác nhau đó. Cái này là một vấn đề quan trọng đó, mà thầy không làm rõ thì là nó sẽ kéo theo cái hiểu biết sai đó để mãi về sau. Nó không ai chỉnh. Thầy công bố luôn đấy là cái giá thực ấy là giá của dân chuyên gia nhé, trong cái tờ báo chuyên ngành hay là tờ báo thứ ít nhất cũng phải Thời báo Kinh tế Sài Gòn, một phỏng vấn chuyên gia. Chứ người dân đó không bao giờ tiếp cận những khái niệm giá giá thực đâu. Những cái gì họ tiếp cận thì hầu hết là giá danh nghĩa thôi. Hình dung đi nhé. Có Người dân bình thường thì hầu hết là tiếp cận ở mức độ giá danh nghĩa thôi, chứ còn nếu mà ai mà nói từ giá thực ấy, mà đúng nghĩa của từ giá thực ấy chứ không phải từ giá trị thực của em nhé. Ok em đi. dạ hiểu rồi thầy. Thì là cái hầu hết là không ai tiếp cận đến khái niệm về giá thực đâu. Giá thực là cái thuật ngữ chuyên môn của những cái dân chuyên gia. Trong cái các phần bình luận về về tình hình kinh tế của các phỏng vấn chuyên gia thì họ dùng cái ngôn ngữ đó. Chứ người dân thì hầu hết họ tiếp cận mua bán hàng ngày, không ai tiếp cận đến giá thực đâu. Đây là lý do vì sao mà khi mình đọc cái khái niệm giá thực vanh vách nhưng mà để hiểu nó hay không thì phải có khoảng cách rất là xa đó. Rồi từ từ thầy sẽ làm rõ vấn đề đó cho em. Thấy những tạm thời thì em đã phân định được những cái gì giá em gặp hàng ngày nó là giá danh nghĩa, thì cái đấy là cũng là tốt. Rồi. Đấy là cũng là đáng khen. Từ từ tí nữa thầy sẽ quay quay lại liên quan đến trường hợp của em. Và cũng thôi được rồi, cho em luôn cơ hội luôn đó. Thứ nhất là bây giờ em có thể dừng ở đây để thầy công bố cho em một cái mức điểm. Hai là có thể đề xuất là em xin thầy được thử thách thêm, thực hành thêm, thầy hướng dẫn thêm.
để hưởng các cái phần thưởng cao hơn, ví dụ thế. Thì phải đề xuất rõ ràng nhé. Vậy em xin dừng ở đây nè. À. Em xin Ừ, dừng ở dừng ở đây, đây. được rồi. Thì trường hợp của em thì với nội dung sửa trao đổi vừa nãy thì đó, bài của em khi đi thi nó sẽ có sự khác biệt rõ rệt đó, đúng không? Nhìn vào bài thì thứ nhất là một số nội dung tính toán của em thì có một số ưu điểm nhất định, đặc biệt là các cái vấn đề liên quan câu B nên là một ưu điểm lớn. Câu A thì có tính toán thì khá chính xác đó, chính xác đó. Tuy nhiên cái phần nhãn của vấn đề cần tính toán thì cần phải bàn thêm. Thì trường hợp này thì em về em báo cáo lại sau khi thầy góp ý sửa như thế, thì khi phần dưới là thầy Mạnh đánh giá là tích cực và tốt nhé, được không? Dạ anh, em cảm ơn thầy. Ừ, là được. Thầy mời bạn Nhật Thanh nhỉ? Rồi. Đâu bạn Thanh đâu? Ừ. Bây giờ em có thời gian để mà nghiên cứu kỹ lại video hướng dẫn của thầy, rồi nghe cái phần vấn đáp vừa nãy thầy với bạn á, bạn thi á, thì vấn đề nó cũng rõ ràng hơn tương đối rồi, đúng không thầy? Ừ, rồi. Thế bây giờ thứ nhất là cho em cơ hội tự sửa trước. Cái lỗi của mình ở câu B là em bị Trình bày sai rõ lên khi nha, rõ lên, rõ. dạ câu B khi mà tính tỷ lệ phần trăm giá thực của trứng từ năm 1980 đến năm 2000. Em bàn với câu B hả? Bàn câu B này gì? Chứ là trang này gì? Ừ, rồi nói đi. Thì câu B là em tính sai công thức này là tỷ lệ phần trăm giá thực của trứng từ năm 1980 đến năm 2000. Ừ, nó to lên nhỉ? Sao nó không 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 rõ lắm? Em lấy Từ 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 từ. Thứ nhất là cái âm thanh bên đấy nó nhỏ quá, chức năng truyền đạt thông tin là quan trọng. Hiện nay là không không rõ. Chưa rõ, nhỏ lắm. alo. Ừ, đây thì nghe nhưng mà nó rõ, nó nhỏ lắm nhỉ. Ờ. Được rồi, thầy bắt được ý của em rồi, có nghĩa là em lấy cái giá thực của năm 2000 trừ đi năm 80 gì? Ờ rồi. Cái này chỉnh lại là giá thực. Tám mươi chia cho Cho giá thực của
đúng không? Tương tự ở dưới này như vậy gì? Rồi cái đấy là một cái phần bổ sung tốt đó. Rồi tiếp theo liên quan đến cái phần câu 3 hay sao? Câu A thì em có tính toán chưa chính xác lắm. Bây giờ cơ hội để điều chỉnh đây. Đầu tiên là như nào nhỉ? Dạ được tư ạ. Đầu tiên là kiểm tra cái cụm này xem là ổn chưa. Và chú ý là trước khi trình bày cái cụm đó thì mình phải nêu là đang tính cái gì á. Hình dung không? Ở đây là tính là tính cái gì đây? Giá trực của trứng năm nào mà theo đô la năm 80? Em đi lại giá thịt của trứng theo đô la 1980 và đang À đúng rồi, chính xác. 1990, nhưng mà em thiếu cái cộng phía sau Của cái năm cộng 1990 này cái gì? dạ Rồi. Và xem lại công thức này đã ổn chưa? công thức thì cái giá doanh nghĩa của năm 1990. À, sửa đây gì? Đúng không? Rồi, chính xác. Và nếu thế thì cái này nó còn có phải 0,85 không? Nó thành bao nhiêu? 5. Ừ, 1,05. Rồi máy tính bấm thử xem nào. Rồi thầy xác nhận kết quả cho. Của em nó nhỏ quá nhỉ, chẳng nghe rõ gì cả. Phải kiểm tra xem với bạn bè nào chứ âm thanh nhỏ lắm. Nó to lên xem nào. Dạ mà cái Ờ đáp đấy, án phải rõ hơn không? Nói to lên. dạ cái đáp án là 8,033 nhân cho 10^3. Rồi, lấy bốn số thập phân thôi. Nên là chỉ cần ghi này thôi, không cần mũ miếc gì đâu. 0,008. Được không? Rồi. Rồi, liên quan đến phần dưới sao? Cụm này. Cụm này kiểm tra đáp án chỗ này này. Thì đang nghiên cứu cái đáp án của em chỗ này có vấn đề này, thế thôi. Còn trên này thì ổn đâu. Không thích không không năm À, dư một số 0, đúng không? Ừ, dư một số 0. Cẩn thận nha. Dư một số 0 là khác biệt rất là nhiều đó. Ừ, rồi tiếp phần này sao? dạ phần này thì cái đáp án là không không thích không không bảy. Và cái mũ trừ 4 này gì không chính xác. Là Là 0,0071 đi. Rồi mình lấy 4 số thập phân. Rồi phần kết luận dưới sao? luận là Và ăn thua là giảm bao nhiêu đấy? Cái đó về bổ sung nhá, được không? Hay là giảm? Rồi. À, như vậy trong trường hợp này thì tính lại và đọc kết quả phần này để thầy xác nhận cho cái kết quả liên quan đến cái này bao nhiêu. Không thích 375. Trừ bao nhiêu? Từ không thích 375. À, chưa chính xác. Chưa chính xác nha.
Có cần thầy phải tính cho không hay thế nào đấy? Giá thực năm 2000 có rồi này. 0,00555 này, đúng không? Ừ, trừ đi bao nhiêu? 0,85. À, trừ 0,85. Rồi chia cho 0,85 gì? Ừ, rồi. Nào. Đọc đọc lên, đọc lại. 0,9935. 0,0055 gì? Trừ đi 0,85. 0,85 chia 0,85. cho 0,85. rồi được chưa? Ờ, đọc ý nghĩa nào, tăng hay giảm và tăng giảm bao nhiêu phần trăm? Ờ, giảm 99,3%. Được rồi. Tương tự, đọc cho cái tiếp theo xem như nào. Ở dưới này bao nhiêu? Nếu mà các số má trên mà nó cẩn thận thì nó chỉ là 16 thôi. Thôi được không? Vậy thì kết luận sao? Rồi được không? Bài của em thì cái ưu điểm đó là viết được các cái công thức tính toán và chuẩn đúng cho liên quan đến năm 2000 này, 2010. Ở đây thì nêu rõ ràng nhãn. Cái ưu điểm cái hơn bản thi ở cái phần phần nhãn ấy, rất là rõ ràng. Theo đô na và của năm nào. Đấy là và cái các công thức này thì đúng. Và chú ý cẩn thận ở cái khâu tính toán nhé. Được không? Rồi trường học của em thì em là người được chọn nên là cho cơ hội quyền chọn đấy, đề xuất nhanh khẩn trương. Ừ, dừng lại. Được rồi. Trường hợp này thì về báo cáo là nội dung sau khi sửa đổi thầy góp ý xong thì ở phần dưới ghi là thầy Mạnh đánh giá trường hợp là tích cực và tốt nhé. Rồi. Bây giờ thầy mời mời bạn Khánh Như nè. Dạ, có em. Ừ. Bây giờ để thầy chụp lại cái bài của em đã. Bài của em thì bây giờ cũng không cần phải trình bày nhiều đâu, tại từ nãy giờ thầy vẫn đáp với các bạn này thì vấn đề nó trở nên sáng sủa và rõ hơn rất là nhiều. Và thầy cũng xác nhận luôn là cái việc em tính toán giá thực của các năm là chuẩn xác rồi nhé, Như. Yeah. Ừ. Và chỉ cần bây giờ vấn đề là sửa đổi liên quan đến câu B thôi. Yeah. Câu A thì tốt rồi đó. Được chưa? Dạ. Yeah. Cách tiếp cận của em là em ghi công thức và tính mẫu cho rồi lập bảng ấy kia thì cũng được.
cách tiếp cận thế cũng được. Câu A là tốt, nhưng câu B thì cần phải điều chỉnh. À, điều chỉnh câu B đi xem nào. Dạ thì em sẽ thay đổi kết quả từ năm 1980 đến năm 2000 thì tỷ có nghĩa là như vậy này. Khi mà đi thi á thì những cái bạn nào mà tích cực trong quá trình học ấy thì viết đúng cái công thức này là đã thầy đã tìm mọi cách thầy cho điểm rồi, mặc dù là tính sai khâu dưới này sai, nhưng mà riêng cái phần công thức này thầy đã có căn cứ để cho điểm rồi. Dạ. Nếu mà tích cực trong quá trình học. Còn trong lúc đi thi thì có thể là hôm đấy tâm trạng nó không ổn định hay thế nào đó thì nếu mà dồn vào một kỳ thi thì cũng rất là rủi ro. Tuy nhiên nếu mà thầy nhìn vào cái công thức này mà đúng thì cũng đã có căn cứ để cho điểm. Đấy là trường hợp các bạn tích cực trong quá trình học rồi. Dạ. Rồi bây giờ liên quan đến phần này thì em sửa sao ở nội dung này đây? Dạ em sẽ đổi đáp án thành trừ 31,33% đó thầy. Chưa đúng. Cái nội dung này vẫn thay đổi này. Đấy, chỉ điểm luôn rồi đó. Đợi em. Biết nhầm cái gì chưa? Cái này thầy đánh giá em ở cái chuyện là thế nhầm thôi, chứ còn cũng không phải là không hiểu về vấn đề này. Yeah. Em đang thế cái này thành 90 đó. Yeah, đã thực năm 90 này. Nhưng mà thực tế nó phải thế năm 80 đó. Yeah. Ừ. Vậy phần tử nó phải như thế nào? Trừ cái gì, trừ cái gì? Dạ 0,353 trừ 0,85. Rồi chính xác. Ở yeah. trên này mà nếu mà tính chính xác mà theo bốn số thập phân thì 0,3531 đấy. Dạ. Yeah. Trừ đi 0,85 gì? Dạ. Yeah. Rồi, bằng nhiêu? Chia 0,85 là bằng trừ 0,5845. Ừ, lại chưa chính xác rồi. Chưa chính xác rồi. Trừ 0,5846. Ờ à, chính xác. 0,5846. 5846 về sau về tiếp theo là 1 nên là cũng không làm tròn được nữa. Được rồi. Dạ. Nêu ý nghĩa. Trong cái giai đoạn từ năm 80 năm 2010 này thì thứ nhất là giá thực của trứng là tăng hay giảm? Nó tăng giảm bao nhiêu phần trăm? Dạ, từ năm 1980 đến năm 2010 thì giá thực của trứng đã giảm 80. Cái này là 2000 đến năm 2000 thôi, dưới mới 2010. Giá thực của trứng từ năm 1980 đến năm 2000 đã giảm 58,46%. Ừ, rồi được rồi. Tương tự ở dưới này tính kết quả bao nhiêu? Để thầy xác nhận kết quả cho. Dạ. Trừ 0,4649 này. Ừ, rồi được rồi. À, cái bài của em thì bây giờ em có quyền chọn, em có thể dừng ở đây và thầy công bố cho một mức điểm, thầy chuyển cơ hội cho người khác hay là đề xuất thì phải rõ ràng nha. Thì em dừng đây này. Ừ, dừng, thôi được rồi. Trường hợp này thì về báo cáo lại nội dung sửa đổi đó, sau đó nó ghi là thầy Mạnh đánh giá là trường hợp tích cực và rất tốt nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Ừ, rồi. Mời bạn Minh nhỉ. Dạ.
Để thầy mở lại cái bài của em cái đã. Đây. Thì bài của em thì về cơ bản là đúng hết rồi Minh ạ. Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ. Cũng không cần phải thời gian về trình bày dài dòng gì thêm đâu, tại vì là từ nãy giờ thầy vẫn đáp các bạn thì vấn đề này nó rõ ràng rồi. Thì Dạ. em có cái quyền chọn là dừng ở đây và thầy công bố cho em một mức đúng mức điểm. Nếu mà cố gắng để sửa ấy, thì chú ý liên quan đến người ta bàn về vấn đề gọi là gì, yêu cầu lấy bốn số thập phân thì mình lấy sao cho nó, ví dụ như là ở đây này, trường hợp này này, trừ 0,9091 gì đó thôi, cái đấy Dạ. thì nó nhỏ thôi, hoặc là nếu mà người ta yêu cầu lấy bốn số thập phân thì trừ 0,8829 và nên làm tròn là 3 này cũng được rồi, nói chung là các cái đấy nó không quan trọng. Thì bây giờ em đề xuất đi xem nào thầy nghe. À, đề xuất là em muốn được trao đổi thêm mà. Ừ, có nghĩa là xin cơ hội thử thách thêm gì. Dạ. Rồi ok. Em thấy cái đề này so với cái đề mà thầy giao cho lớp thì có khác nhau cái gì? Thầy nhìn đi xem nào. Đề này so với đề của lớp thì nó khác nhau cái gì đấy? Số liệu giống hết đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà khác cái gì? Khác cái đặc biệt quan trọng gì? Khác cái là phải tính giá thực của chứng theo đô la của năm 1990. À, thay đổi năm gốc đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Thì bây giờ trước khi em sẽ làm cái câu này và làm ấy thì cũng không cần phải trình bày chi tiết nhé, chỉ cần tương tác vào phần chat ghi đáp án của hai phương án A, B được không? Dạ. Ừ, rồi thì căn cứ thầy chỉ nhìn qua cái kết quả của em là thầy công bố luôn cho em một mức điểm. Dạ vâng ạ. Tuy nhiên bây giờ thầy có một câu hỏi vấn đáp thêm để xem em hiểu thế nào về theo đô la năm 90 ấy. Dạ. Tại vì là một số bạn trình bày mà không biết, không cẩn thận cái cụm này, chỉ cần sai một tí thôi là nghĩa nó khác ngay. Thì đầu tiên là em thử trình bày quan điểm là tính giá thực của chứng theo đô la năm 90 là như thế nào. Cái này thì em cũng chưa có nghiên cứu sâu về những cái vấn đề tiền tệ này nọ thầy, nhưng mà theo em rút được từ cái công thức này nọ thì em thấy là nếu mà tính theo đô la của năm nào á thì là cái chỉ số CPI của năm đó sẽ được xếp lên trên để chia cho cái năm mà mình muốn tính. Ví dụ như là mình tính theo đô la của năm 1990 nhưng mà mình muốn tính giá thực của trứng vào năm 2000 và theo đô la của năm 1990 thì chúng ta sẽ lấy CPI của năm 1990 chúng ta chia cho CPI của năm 2000 chẳng hạn. Ừ, bây giờ thế này, cái đấy là công thức tính toán rồi. Nhưng Rồi. mà thầy đang bàn vấn đề là liên quan là mình hiểu vấn đề về mặt bản chất á, hiểu không? Và em hiểu thế thế nào mà khi mà nói là dạng tính giá thực của trứng theo đô la năm 1990, ví dụ như giá thực của trứng năm 2010 hay năm 2000 theo đô la năm 1990, đúng không? Thì mình hiểu bản chất của cái đó là cái gì á. Cái đấy là chúng ta cần phải bàn. Đó. Thì bây giờ thầy gợi ý này. Vừa nãy thầy đã trao đổi với bạn Thi và một số bạn rồi và khẳng định với nhau là giá thực là cái khái niệm dành cho dân chuyên gia. Đúng không? Ít nhất là phải là ở một phân tích kinh tế của chuyên gia họ phân tích, chứ còn dân bình thường thì không tiếp cận khái niệm giá thực đâu. Và bây giờ thầy có một câu hỏi để gợi ý thêm cho nó sâu hơn này. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu giá thực và giá nào là hữu ích, có ý nghĩa về mặt kinh tế khi chúng ta so sánh giá giữa các năm? Đó là lý do vì sao các nhà kinh tế phải chế tạo ra cái khái niệm giá thực đấy. Thầy vừa đánh vào phần chat đó. Trả lời Câu bằng về miệng hay sau là vừa bằng là chat? có tính gợi ý, vừa là tính gợi mở đấy. Trả lời luôn luôn này. Ừ, trả lời đi. Dạ, theo em thì cái này thì em thấy trong thực tế trong quá trình trải nghiệm của em thôi, là giả sử như là hồi đó em mua một ly nước mía chẳng hạn, thì ly nước mía ở cách đây khoảng 10 năm đi
thì ly nước mía khoảng chừng 4 tới 5 ngàn chẳng hạn. Nhưng mà ở thời điểm bây giờ thì bây giờ nó có thể tăng lên tới là 7 hoặc 8 ngàn rồi. Em cũng thắc mắc là tại sao lại có sự gọi là thay đổi về cái mặt tiền giá cả như vậy. Mà thực chất thì ly nước mía thì nó cũng chỉ lẫn là một ly nước mía đó thôi. Kích thước như nhau rồi nguyên vật liệu cũng như nhau cả, nhưng mà tại sao lại lúc thì lại 5 ngàn, sau một thời gian nó lại tăng lên 7 tới 8 ngàn. Rồi. Thế chính vì thế nên là thầy mới đi lùng sục khắp Sài Gòn mất cả tuần đấy, thậm chí là hơn một tuần đấy, để tìm cái sạp báo cũ của Sài Gòn đấy, để tìm để cái gì thầy giảng có khi chỉ 5 phút thôi nhưng mà thầy đầu tư nó kỳ công lắm. Thầy đi tìm hiểu rồi là thầy chụp những hình ảnh để đưa vào bài giảng để cho các bạn thấy cái gì nó gọi là trực quan sinh động và hiểu biết thực tiễn trong cả một giai đoạn rất là dài của lịch sử. Thì bây giờ thầy cho em coi cái hình đó. Dạ. Đây. Thầy thứ nhất là cái báo này là báo năm nào đấy? Dạ, theo Báo năm em nào đấy? theo hình ảnh Mình em đang thấy hiện tại thì là hình như là một năm 1999. có thấy không? Dạ, báo ngày thứ ba, 5 tháng 1 năm 1999 rồi này. Báo này năm 99, tức là hơn 20 năm rồi. Dạ. Bà thầy trực tiếp thầy sờ cái tờ báo này và thầy chụp lại cái nội dung này để làm học liệu để cho bạn nhìn nhận cái kiến thức liên quan đến giá thực và giá danh nghĩa, nó bớt lý thuyết đi và hiểu biết trong cái trường hợp cụ thể của Việt Nam. Thì ở đây này em nhìn nhá, là đối với em thử đọc cái trường hợp họ 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 tuyển dụng đây này, thông tin tuyển dụng tức là việc tìm người này. Dạ. Đọc cái này to lên. Một kỹ sư xây dựng làm việc tại phòng kinh doanh có khả năng tiếp cận và giới thiệu mặt hàng keo dán dùng trong xây dựng, bằng anh văn làm việc ở quận 7 và có mức lương là 1,2 triệu đồng một tháng. Thời đấy thì không có TOEIC hay TOEFL hay là IELTS hay là gì đâu, mà họ dùng cái chứng chỉ ABC. Thời đấy là bằng B Anh văn là cũng dạng khá đó chứ không phải dạng vớ vẩn gì đâu, hiểu không? Dạ. Đấy là cái việc tìm người, còn những cái người tìm việc thì đây em thử đọc cái trường hợp với anh Trần Văn Chí này xem nào. Nhưng cái anh này thì nếu mà bây giờ đến thời điểm này thì họ bằng tuổi ba mẹ các em rồi. Rồi đọc Trần to Văn lên. Trí, năm nay là 23 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán thương mại và hiện đang là sinh viên năm cuối đại học tài chính thương mại, có kỹ năng về vi tính văn phòng, có bằng anh văn, có giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và đã có kinh nghiệm trong các công việc kế toán. Hiện là đang có nguyện vọng muốn tìm được công việc kế toán thương mại hoặc bán giờ trong các giờ hành chính với mức lương là 700.000 đồng một tháng. Thế bây giờ thầy đặt câu hỏi này. Khi mà em ra trường ấy thì sau khi các vòng phỏng vấn xong thì sẽ có cái vòng người ta sẽ hỏi là cái mức lương mà em đề nghị là bao nhiêu ấy. Hình dung mình. Dạ. Còn nếu mà một người mà không hiểu biết về cái thị trường lao động mà cũng không hiểu biết về công việc của mình ấy thì có thể là đưa ra một cái mức lương thấp thì mình hố thì mình thiệt thôi. Dạ. Mà nếu mà mình đưa ra một cái mức lương trên trời nó phi thực tế thì thứ nhất là đánh giá người này thì có đầu óc không thực tế và đương nhiên là cũng mất cơ hội, đúng không? Dạ. Bây giờ thì em chưa có thời gian nghiên cứu về về mặt bằng lương ở các vị trí việc làm, nhưng mà bây giờ tạm thời nó đại khái thôi. Thì theo em một cái vị trí việc làm bây giờ tại thời thời giá năm 2020 này với một cái người có phẩm chất tương đương ở vị trí công việc tương đương, nó có bằng trung cấp kế toán, lại có thêm cái bằng đại học thương mại nữa, vi tính văn phòng, anh văn giao tiếp đấy, thì thời giá ở thời điểm này thì nó khoảng bao nhiêu? Khoảng thôi, đại khái, không chính xác. Em nghĩ thì ước tính thì chắc khoảng là 7 triệu tới 8 triệu. Thôi được rồi, tạm thời cứ lấy con số 7 cho tròn, đúng không? Dạ. 7 triệu. Đấy là lý do vì sao chúng ta phải học cái buổi ngày hôm nay về giá thực, giá danh nghĩa. Dân người nhà kinh tế họ mới thiết kế ra cái khái niệm này. Thì bây giờ nếu mà một người bình thường thì người ta sẽ nói như thế này, thì em bình luận là quan điểm của em như nào nhé.
người ta so sánh cái vị trí việc làm tương tự như em nói là một cái niêm yết quý với kích thước tương tự, ở đây là vị trí việc làm tương tự đúng không, có phẩm chất nghề nghiệp tương tự y hệt như thế. Thì tại thời giá là năm 2020 thì là 7 triệu, có thể là hơn, đây tạm thời đại khái là 7 triệu. So với cái mức lương của năm 1999 thì là 700 ngàn, thì người ta có người người ta sẽ phát biểu câu này này, thì em bình luận xem là cái phát biểu đó thì có ý nghĩa về mặt kinh tế không. Tức là sau gần 20 năm ấy thì cùng một vị trí việc làm nhưng có phúc lợi của người lao động, phúc lợi của người lao động tăng lên gấp 10 lần. Và thầy giải thích rõ cái từ phúc lợi cho em thấy này. Phúc lợi là như vậy này. Phúc lợi là cái tiền lương nhận được ấy thì đáp ứng cái nhu cầu cuộc sống của họ như thế nào, cụ thể họ mua được bao nhiêu gạo. Nói cách thẳng thắn là như vậy, bao nhiêu thực phẩm, rồi các cái nhu cầu chu cấp cho người thân vân vân. Hình dung không? Hiểu chữ phúc lợi một cách rõ ràng như vậy nhá. Dạ. Thì giờ người ta bảo là sau 20 năm, hơn 20 năm thì một vị trí việc làm tương tự như thế thì cái phúc lợi của người lao động đã tăng lên gấp 10 lần. Tức là người ta đang hoàn toàn nhìn vào giá thực hay giá danh nghĩa đấy. Dạ, tại là em nghĩ là nhìn vào giá danh nghĩa. Tất cả họ nhìn các con số này đều là giá danh nghĩa này, đúng không? Dạ. Và họ kết luận như vậy thì theo em là như nào? Tại vì em đã có hiểu biết về giá thực rồi. Theo em thì là kết luận đó là không chính xác ạ. Không có ý nghĩa về mặt kinh tế đúng không? Dạ. Và nói thẳng ra là một cái kết luận ngây ngô đúng không? Dạ. Rồi, vì sao? Nếu mà 7 triệu á, 7 triệu ta 7 triệu à, theo năm 2020 á, mà chúng ta đem về năm 1999 chẳng hạn, thì tất nhiên là nó sẽ gấp 10 lần. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta đang lấy cái gọi là cái của năm 2020 chúng ta đem đi so sánh với cái năm 1999 là nó rất là khập khiễng, mà chúng ta cần phải so sánh cái 7 triệu này với cái điều kiện hiện tại của cái anh này đi, thì 7 triệu bây giờ thực chất thì nó cũng không có so với cái thời giá bây giờ, nó cũng tương đương gần như là tương đương với là cái 700 ngàn một tháng hồi đó thôi, bởi vì sao ta cái giá thực của nó thì nó cũng gần như là không thay đổi, còn cái giá danh nghĩa thì nó vẫn sẽ tăng lên, bởi vì tùy theo cái tình hình kinh tế của ở thế giới cũng như là trong quốc gia, như là lạm phát này nọ nữa, cho nên là em nghĩ là cái nhận xét này là không chính xác, không thể nào là gặp một lần được. Thầy hài lòng với cái câu trả lời của em và như vậy là tốt đó. Sự thật rằng nếu mà dùng con số danh nghĩa 7 triệu này mà quy về giá thực theo cái năm gốc là năm 1999 thì đôi khi nó chỉ khoảng độ 750 hay 800 ngàn thôi nha, Dạ. không hơn bao nhiêu đó. Bây giờ mới thấy vai trò của giá thực chứ, giờ mới thấy rõ vai trò của giá thực nhé, đúng không? Dạ. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nghiên cứu giá thực đó. Tức là bây giờ chốt lại vấn đề nữa là khi so sánh giá giữa các năm thì chúng ta phải dùng chung một cái hệ quy chiếu. Bây giờ nghe thầy nói là có nghĩa trong vật lý ngày xưa mình học là đều có hệ quy chiếu hết đúng không? Dạ. Và thay đổi hệ quy chiếu thì là nó khác gì? Dạ. Khác. Thì trong trường hợp này là hệ quy chiếu là mặt bằng giá cả, mặt bằng giá cả của năm 99. Tất cả quy về một hệ quy chiếu mặt bằng giá cả năm 99 thì mới so sánh được cái gì? Dạ. Đây là lý do vì sao mà các nhà kinh tế họ thiết kế ra cái khái niệm giá thực là lý do đó đó. Và cái này nó khác hoàn toàn với khái niệm mà giá trị thực. Giá trị thực là khác hoàn toàn. Dạ. Hiểu không? Dạ hình dung được ạ. Rồi được rồi. Như vậy là tốt đó. Bây giờ thì thầy cho thời gian rồi để đánh cái đáp án vào phần chat nhé. Thầy Rồi được thầy rồi. cho coi lại cái đề đúng này để em Rồi rồi chụp lại đây. Đây đây. Dạ em cảm ơn. Rồi.
Thầy mời bạn Đạt nha. Dạ em nghe thầy. Ừ, bây giờ từ nãy giờ có thời gian để nghiên cứu lại video các thứ rồi. Rồi nghe thầy vấn đáp với các bạn thì vấn đề nó rất là rõ hơn trước rất là nhiều đúng không? Dạ vâng thầy. Thì bây giờ thứ nhất là cái bài của em ấy thì thầy đã sửa tất cả hết rồi. Có một số nói chung là tốt á, chỉ có một số cái sửa đổi nhỏ thôi. Trong thực hành thì thầy nghĩ là như thế là nhỏ nhưng đi thi cũng phải chú ý. Về cơ bản là tốt. Yeah. Đây. Bây giờ cho em tự sửa thì nó cũng mất thời gian, thì chỉ luôn cho nhanh. Giá thực của trứng phải ghi rõ là năm nào trong trường hợp này nhé. Đây này. Ok không? Dạ. Yeah. Cụ thể trong trường hợp này là của năm 1980 gì? Dạ. Yeah. Rồi. Và các số liệu của em thì tính toán ở đây thì tốt. Nhưng mà nếu mà người ta yêu cầu lấy bốn số thập phân thì cái này có thể là 0,2731. Dạ. Yeah. Rồi cái đấy nhỏ thì không nói tới, hoặc là dưới là 0,1876 chẳng hạn. Đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, đấy là một. Cái thứ hai là liên quan đến phần câu B này thì em tính toán thì cũng tốt rồi. Yeah. Tuy nhiên chú ý ở cái phần này này. Cái phần gì đây này? Cái chỗ này là không có tăng nhé. Có tăng không? Tăng sao được nhỉ? Dạ. Để em so xem năm 2010 là sao tăng được? Đây phải giảm. Rồi. Còn giờ dưới này là mà cố gắng lấy theo bốn số thập phân thì nó phải chính xác là 0, này. 7793. Dạ. Yeah. Còn ở đây nó chính xác là trừ 0,7157. Em làm tròn thành thành 6 đấy, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, thế được rồi. Là như vậy là tốt đấy. Thì bây giờ thầy em có thể dừng ở đây và thầy công bố cho một mức điểm. Hay là đề xuất thế nào thì phải rõ ràng. Tại vì em là người được chọn mà. Nên là có cái quyền lợi đó. Thầy em xin dừng ạ. À. Dừng, được rồi. Thì trường hợp này thì về báo cáo là sau khi nội dung sửa đổi của thầy góp ý thế thì thầy Mạnh đánh giá là tích cực và rất tốt nhé. Được không Đạt? Được thầy. Ừ, rồi được rồi. Bây giờ liên quan đến bài của bạn Hương. Dạ thầy. Ừ, để thầy mở lại cái bài của em cái này. Trong bài của em thì tính toán tính toán thì tốt đó nhá. Dạ. Yeah. Có một cái góp ý cần phải lưu ý là như vậy này. Là phải nêu rõ rằng là giá thực của trứng năm 1990 theo đô la năm nào nhé. Dạ vâng. Ở đây là theo đô la năm 1980 này. Đó, dạ. Các nội dung đó là bổ sung, còn các cái này thì thầy kiểm tra là chính xác đấy. Dạ vâng. Vậy rất tốt đó. Dạ. Ở bên này thì em tiếp cận theo cái góc độ này thì cũng được chấp nhận. Được. Dạ vâng. Dạ. Thì bây giờ em có thể dừng ở đây hay là đề xuất thế nào thì đề xuất đi. Dạ yeah, thôi thầy cho em xin dừng ạ. Dừng, thôi được rồi. Thì yeah, ghi vâng. Là thầy Mạnh đánh giá ở mức tích cực và rất tốt, đúng không? Dạ yeah, vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ừ. Dạ yeah, vâng. Bài của Nguyên ấy thì thầy có sửa đây. Thì đây là thầy phần góp ý của thầy này.
các nội dung tính toán về giá thực của em là chính xác rồi đó, Nguyên ạ. Dạ. Ờ. Và có một cái điểm là khi mà em thi IELTS em mới thấy phần writing, đặc biệt là task 1 ấy, thì là mình nhìn cái biểu đồ này, mình nhìn cái phần này nó giống như là phần phân tích biểu đồ trong cái phần phần đó đó nhá. Để mình nhận xét đấy. Thì chú ý là một cái biểu đồ nó kiểu này này. Thì mình thí sinh là thường hay đi vào tỉ mỉ từng cái chi tiết nhỏ. Tăng lên một chút lại giảm xuống các thứ. Hình dung không? Dạ. Yeah. Nhưng mà liên quan đến phần viết overall nó phải là một cái gọi là gì nhỉ? Một cái tầm nhìn nó rộng ra. Có nghĩa là phải rất là rộng và đây là đang là xu hướng tăng lên, đúng không? Dạ. Yeah. Và trong trường hợp này thì xét từ năm 80 đến năm 2010 thì nó có thể là xuống một chút lại lên, đúng không? Nhưng mà xu hướng tổng quan thì nó là tăng cái gì? À, nó là giảm gì, đúng không? Giảm. Đó là vấn đề nó ở chỗ đó đó. Dạ. Còn các nội dung này thì thầy thấy là trình bày như vậy là rất là tốt, chính xác. Bổ sung thêm khi mà mình tính xong thì mình có kết luận các thứ. Được không? Dạ. Dạ. Còn lại thì thầy thấy là tính toán như thế là tốt. Và em làm mẫu cho một cái trường hòa hợp năm tính giá thực theo đô năm 80 của năm 90 làm mẫu. Và em kẻ bảng như thế kia là như vậy là được chấp nhận. Dạ. Rồi. Trường hợp này thì em cũng có thể dừng ở đây và thầy cũng công bố luôn cho một mức điểm, hay là muốn thế nào thì cũng đề xuất luôn. À, dạ em xin được nói tiếp với thầy. Muốn thử thách thêm gì? Dạ. Rồi, đây. Bây giờ em nhìn cái đề này thì em thấy nó khác gì so với đề mà thầy cho lớp thực hành và đề thầy vừa giao cho bạn Minh? Dạ, thưa thầy là với cái đề này thì mình lại lấy là giá thực của trứng theo đô la ở năm 2000. Đổi năm gốc, đúng không? Dạ. Thì bây giờ em thực hành tính toán lại cái nội dung này và đánh vào phần chat, và thầy chỉ cần nhìn vào đấy thôi là thầy sẽ công bố được cho một mức điểm đó. Dạ. Rồi, được rồi, thế nhá. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Đâu bạn là Hùng Anh đâu rồi? Dạ em là thầy. Bài của em thì thầy cũng sửa đây rồi và thấy rằng là tính toán là cũng chính xác đó. Dạ chữ hơi xấu rồi thầy. Tính toán chính xác và cũng tốt đó. Dạ. Nếu mà để mà góp ý á, thì có một góp ý nhỏ như vậy này. Dạ. Đây. À đâu, xem nào. Dạ. Bài nào nhìn đau mắt nhất á thầy? Đây. Cái này thì mình phải ghi rõ cụ thể là giá thực của trứng của năm nào nhé. Ghi rõ là giá thực của trứng năm 80 theo đô la năm 80 luôn, hình dung không? Dạ được. Và lưu ý là như nào nhỉ? Lưu ý rằng nếu mà chúng ta chọn năm gốc là năm 80 á thì giá thực và giá danh nghĩa có khác nhau không? Dạ không, thầy nó bằng nhau, nhưng mà em nó nghĩ bằng là nhau. Kiểu viết giả sử mà thầy chọn năm gốc là năm 2000 thì giá thực của trứng năm 2000 và giá danh nghĩa của trứng năm 2000 thì như thế nào? Khác nhau hay bằng nhau? Thầy là nó cũng bằng nhau à. Bằng nhau luôn. Được rồi. Trường hợp này thì thầy cũng có thể công bố cho em một mức điểm ngay bây giờ đây. Hay là muốn như thế nào thì đề xuất. Dạ thầy là cho em xin dừng ở đây ạ. Dừng đây thôi, được rồi. Về báo cáo là thầy Mạnh đánh giá là tích cực và rất tốt. Được không? Dạ em cảm ơn. Dạ được. Bây giờ bài của bạn Quân.
Dạ, dạ thầy. Bài của em ấy thì một vấn đề phần tính toán của em thì là chính xác hết rồi, không cần bàn thêm. Tuy nhiên có một điểm mà thầy tô từ đầu đến đuôi, đó là cái từ giá trị thực ấy. Thì giờ em đã hiểu thế nào về giá trị thực và giá thực chưa? Dạ rồi. Thử trình bày để nghe nào. Thưa thầy, giá thực là một thuật ngữ dùng cho mang tính chuyên môn, tức là nó đã được điều chỉnh với lại theo lạm phát. Tức là nó đã là một giá đặt trong mối quan hệ tương quan với mức giá chung. Dạ. Và được điều chỉnh theo lạm phát. Dạ, đúng không? Dạ. Và đặt trong mối tương quan với mức giá chung ấy, thì được hiểu mức giá chung ở đây là nếu mà dân bình thường ấy, đời sống thì ta gọi là chính là mặt bằng giá cả đó, đúng không? Tuy nhiên dân kinh tế học thì ta gọi là mức giá chung, và người ta đo được cái mức giá chung đó bằng một chỉ số gọi là chỉ số CPI, tức là CPI viết tắt của Consumer Price Index, tức là chỉ số giá tiêu dùng ấy. Và nếu mà em muốn tìm hiểu về cái cách tính cái chỉ số giá tiêu dùng nào thì thầy đã vấn đáp với một số lớp về tìm hiểu thêm ở trong cái bài giảng nhá. Cả thực tế người ta tính cái chỉ số giá tiêu dùng kiểu gì thì cái đấy là thầy làm vấn đáp ở một số lớp khác. Còn giá trị thực thì như thế nào? Như vậy còn giá trị thực thì mình có thể xét theo một số phạm trù nhất định, tại vì nó không phải là thuật ngữ chuyên môn. Giá trị thực có thể mình có thể, nếu mà xét về mặt giá trị tiêu dùng thì có thể xét về mặt lợi ích của nó đem lại cho đến người tiêu dùng về mặt về giá trị sử dụng, hoặc là giá thành để sản xuất ra cái sản phẩm đó. Dạ, hoặc là về còn xét về mặt còn phạm trù giá cả thì chúng ta có thể xét về giá trị gọi là tích lũy được trong sản phẩm đó thông qua thời gian lao động, sức lao động rồi vân vân, đúng không? Dạ. Ngày xưa mình học kinh tế chính trị thì mình biết rồi, có nghĩa cái gì cũng quy ra sức lao động hết, ngay cả cái nguyên ví dụ như là sản xuất trồng lúa chẳng hạn, ra một tấn lúa thì đương nhiên là nó sẽ liên quan đến giống, tạo ra tấn đấy giống thì nó phải đều sức lao động hết, phân bón cũng thế, đúng không? Kết tinh của sức lao động kiểu đó. Nhưng cái khái niệm giá thực ở đây thì nó khác hoàn toàn với khái niệm giá trị thực nhé. Và yêu cầu là trong kinh tế học nó phải sử dụng rất là chính xác về mặt thuật ngữ đó. Dạ vâng. Rồi. Thì trường hợp này thì thầy có thể công bố cho em một mức điểm ngay bây giờ cũng được rồi. Như em chọn đi tiếp thầy. Thử thách đi tiếp. Dạ vâng. Thì đây thử thách của em đây. Dạ. Thầy cho trường hợp này nó khác so với trường hợp của các bạn khác là những cái gì đấy? Dạ thầy là về giá đô la tính theo năm 2010 ạ. Năm gốc cũng này là 2010 đúng không? Dạ vâng. Rồi giờ tương tác và đánh vào phần chat đi. Đến tối nay thầy sẽ dò lại kết quả rồi thầy sẽ công bố cho tất cả các bạn. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dạ thầy, hồi nãy em có gửi bài vô chat ở thầy, không biết thầy nhận được chưa thầy? Gửi chào cái chat của Zoom á thầy, em gửi cho thầy ở thầy. Chưa thấy. Thầy coi nè, gửi riêng tư à? Dạ đúng rồi thầy. Thấy đây rồi. Dạ. Để chụp lại cái. Rồi được rồi, để tí nữa thầy dò lại rồi thầy công bố nhé, hôm nay nhiều việc quá. Liên hệ mấy các việc khác, bây giờ thầy xử lý một số bạn để tạo cơ hội cho các bạn khác nữa. Bạn Thùy Linh á. Thùy Linh có đó? Dạ có thầy. Cái trường hợp của em là một trường hợp rất là đặc biệt, khi mà thầy thiết kế đề thi và khi mà thầy kiểm tra đối với các bạn có mã số mà cuối cùng 00 như của em ấy. Dạ. Thì thường là thầy đến tận nơi để thầy công bố cho một cái giá trị x. Yeah. Đúng không? Dạ. Và thầy sẽ công bố một cái giá trị x bất kỳ, ví dụ như là 1 chẳng hạn, là 2 chẳng hạn. Tại vì là trường hợp của em thì rất là hạn hữu. Nên là em tính nó đều thành không hết cả, đúng không? Dạ đúng rồi thầy.
Tuy nhiên cái vấn đề mà thầy quan tâm trong bài làm của em ấy là cái cách tiếp cận vấn đề và thầy đang nhìn vào cái cần công thức ấy thì là tốt. Dạ. Đúng không? Dạ. Tức là cái công thức trước khi giáp số của em thì là tốt và chính xác. Và nguyên cái phần thông tin đó là thầy đã có căn cứ để xác định được cái trường hợp của em là như nào rồi. Dạ. Thì bây giờ em cũng có cái quyền chọn. Rồi sao? Dạ em được chọn đi tiếp thầy. À, chọn đi tiếp thì em làm cái câu này đi. Tại vì số liệu của em thì khác với người khác mà. Và bây giờ thầy chỉ định giá trị x của em luôn là bằng 1 nhé. Dạ rồi thầy. Ừ. À, bạn Đặng Minh Thanh đâu nhỉ? Dạ em đây thầy. Ừ. Bài của em thì thầy thấy là từ trên dưới thì đều chính xác và tốt đấy. Và thầy cũng thể công bố luôn cho trường hợp của em ngay bây giờ. Hay là như thế nào thì đề xuất. Rõ dạ. Dạ em muốn dừng tại đây thầy. Ừ, dừng đây. Dạ. Thì về báo cáo là thầy Mạnh đánh giá là mức độ tích cực và rất tốt nha. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Rồi, bạn Thanh đâu nhỉ? Dạ. Ừ. Cái trường hợp của em cũng là kết thúc bằng số 0 nên là nó cũng rất là đặc biệt đấy Thanh ạ. Dạ. Ừ. Tuy nhiên thầy nhìn vào cái phần công thức trước khi giáp số thì tốt và chính xác. Dạ. Nên là trường hợp của em thì được chấp nhận. Tuy nhiên đi thi đối với trường hợp của em thì thầy sẽ công bố cho em một giá trị x cụ thể chứ không phải còn không nhé. Dạ. Ừ. Thì bây giờ em cũng có thể dừng ở đây và thầy công bố luôn cho một mức điểm hay là như thế nào thì rõ ràng nhé, trình bày rõ ràng. Dạ em muốn dừng tại đây. Ừ. Thế về báo cáo là thầy Mạnh đánh giá mức tích cực và rất tốt, được không? Dạ. Yeah. Rồi được rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ thầy xem là mấy giờ rồi? Rồi. Một cái buổi hãn hữu dư thời gian. Nếu mà hãn hữu mà dư thời gian thì thực ra ngay buổi đầu thầy up cái video này chưa hết nên là thầy mới dư thời gian chứ thực ra là cũng không có thời gian đâu. Đây. Bây giờ có cái này là thầy trao đổi với cái lớp B đó và bây giờ mình thống nhất về vấn đề này để cho thầy trò phải hiểu nhau, tránh cái chuyện thì thầy thiết kế cái hoạt động sau đây. Bây giờ thầy thứ nhất thầy phát cái câu hỏi sang tất cả lớp nhé. Có đường link rồi đó. Bây giờ thầy kiểm tra xem là coi bao nhiêu phút đầu tiên. Coi để trả lời câu hỏi. Ba câu đó và tương tác luôn vào phần chat. Vừa coi vừa trả lời câu hỏi. Tức là coi có mục đích chứ không phải là coi chơi nhé. Có thấy không nhỉ? Có thấy phần thầy vừa đăng một phần chat không? Dạ thấy. Ờ thấy rồi. Bây giờ thầy dò xem là coi bao nhiêu phút đầu tiên ở cái video.
Rồi bây giờ có ai trình bày thêm cái quan điểm liên quan đến tình huống thầy vừa giao thì đăng nốt vào đây đi. Chào thầy ơi, hình như là cái của em nó bị cắt một nửa rồi thầy. Cắt lên một nửa hả? Chắc dạ, nó dài quá à? Dạ chắc dài quá thầy. Thế để đăng hai lần. Dạ để em đăng tiếp vậy. Ừ.
Được chưa? Có bạn nào có thêm cái đóng góp không? Ok hết rồi đúng không? Có ai muốn đóng góp thêm không? Được chưa? Không ai có thêm ý kiến thêm đúng không? Rồi được rồi. Chào cả lớp nhé. Em chào thưa thầy. Bye bye nhé. Thưa thầy. Rồi được bye.